Chào mừng các bạn đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8, trang 5 đến trang 13. Bài 6, chân dung cuộc sống, văn bản 1, mắt sói. Trước khi đọc thì các em sẽ tìm một cái tác phẩm văn học hoặc là bộ phim có nội dung về sự đồng cảm gắn bó giữa con người với thế giới tự nhiên. Rồi chúng ta sẽ chia sẻ ngắn gọn cảm nhận của em về tác phẩm văn học hoặc là bộ phim đó. Tiếp theo đọc văn bản Mắt sói, trích Daniel Bennett, chương 2 Mắt sói. Một con mắt màu vàng tròn xoe, chính giữa có một con người màu đen. Một con mắt không bao giờ chớp. Một con mắt không chớp bao giờ, hệt như cậu bé đang nhìn một ngọn đèn trong đêm. Cậu chẳng thấy gì ngoài con mắt này, cây cối, vườn thú, khu chuồng, mọi thứ đã biến mất. Chỉ còn lại một điều duy nhất, mắt sói. Con mắt càng lúc như càng to hơn, tròn hơn như một vầng trăng úa trên bầu trời trống trải. Và chính giữa một con ngươi như càng đen hơn. Và trong quần vàng nâu quanh con ngươi, người ta thấy xuất hiện những nhiều điểm màu khác nhau. Chỗ này là màu lam, xanh như nước đóng băng dưới bầu trời. Chỗ kia là một tia ánh vàng lấp lánh như trăng kim. Nhưng điểm quan trọng nhất chính là con người màu đen. Mây đã muốn nhìn ta thì nhìn đi. Dường như con người muốn nói, nó lóe lên một tia sáng khủng khiếp. Hệt một ngọn lửa, đúng rồi cậu bé nghĩ, ngọn hắc hỏa. Và cậu trả lời, được rồi hắc hỏa. Ta nhìn đây, ta không sợ đâu, con người như to hơn. Choáng hết cả con mắt cháy lên như một đám lửa thật sự, cậu bé không ngoảnh lại mặt đi. Và khi mọi thứ trở nên tối sầm đen sẫm, cậu phát hiện ra một điều mà trước cậu chưa hề có ai nhìn thấy: mắt sói, con người có sự sống. Con người màu đen chính là một con sói cái đang nằm cuộn tròn giữa bầy con nhỏ của mình. Nó vừa gầm gừ vừa nhìn cậu bé và chẳng thèm để ý tới cậu bé nữa. Sói cái lướt nhìn một lượt bảy đứa con của mình đang nằm vây quanh. Chúng làm thành một quần màu khung đỏ. Sắc cầu vồng, cậu bé nghĩ, quanh con ngươi có sắc cầu vồng. Phải rồi, màu lông của năm sói con hệt quần khung đỏ của cầu vồng. Bộ lông của con thứ sáu màu xanh lam, xanh như màu nước đóng băng dưới nền trời trong veo. Sói lam. Con thứ bảy, một con sói cái màu vàng trong như tia vàng. Mỗi khi nhìn vào là phải nheo mắt. Mấy cậu sói anh gọi nó là ánh vàng. Và hẳn vì buồn nên ánh vàng muốn được thấy những điều mới mẻ. Cô muốn nhìn thấy con người, nhìn thật gần cơ. Và chuyện xảy ra vào một đêm, vẫn toán đi săn mỗi khi lùng sục theo gia đình sói. Họ dựng trại ở một vùng trải đầy cỏ, từ hang sói tới đó mất chừng 3 giờ đồng hồ. Ánh vàng ngửi thấy mùi khói bốc lên từ đám lửa họ đốt. Cô còn nghe thấy cả tiếng củi khô kêu lách tách. Ta phải tới đó xem sao, cô tự nhủ, ta sẽ trở về trước khi trời sáng. Cuối cùng ta sẽ phải được biết họ sống ai chứ. Ta sẽ có chuyện kể cho mọi người và cả nhà sẽ đỡ buồn hơn. Và hơn hết là vì họ đang săn lùng ta. Cô nghĩ như vậy là đủ lý do để trốn khỏi hang. Và cô đi tới đó. Khi sói lam tỉnh giấc vào đêm hôm đó, nhưng có linh cảm cô sói em đã đi cách đó một giờ đồng hồ. Nó đoán ngay chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy đã lừa sói xám em họ gác đêm hôm đó. Điều này cô ấy cũng làm được. Và cô đã tới chỗ con người. Ta sẽ đuổi kịp em. Sói anh đã không làm được điều này. Tới chỗ dựng trại của Toán đi săn, sói lam thấy có nhiều người đứng nhảy múa trong ánh lửa chập chờn quanh một tấm lưới bị buộc chặt bằng một sợi dây thừng rất to cột vào một giá đỡ. Ánh vàng bị nhốt trong lưới đang cắn vào chỗ trống. Bộ lông của nó lấp lánh những cái ánh chớp vàng trong màn đêm. Bầy chó điên loạn nhảy chồm chồm dưới tấm lưới, hàng răng lập cập. Còn đám người thì vừa nhảy vừa hú, họ mặc áo lông cáo
Mẹ Hắc Hỏa nói đúng, Sở Lam nghĩ và nó nảy ra một ý. Nếu ta cắn đứt sợi dây, lưới sẽ rơi xuống giữa bầy chó và sẽ mở ra. Còn bé quá nhanh so với bọn này và chúng ta sẽ thoát. Phải nhảy qua ngọn lửa, một việc chẳng hay ho gì với một con sói, nhưng chỉ có cách làm vậy. Là phải thật nhanh, không còn thời gian sợ hãi, tấn công bất ngờ, đó là cơ may duy nhất của ta. Thế là sói lam tung người bay trên làn không khí, bọng rác trên đám lửa, trên những con người bay trên cả bao lưới. Nó dùng răng cắn đứt phăng sợi dây và hét chạy đi ánh vàng. Đám người và chó còn đang nhìn hết lên trời. Ánh vàng chần chừ, anh sói lam tha lỗi cho em tha. Cả đám náo loạn sói lam hất tung hai con chó và lửa. Chạy đi ánh vàng chạy đi. Không, em không muốn bỏ anh lại một mình, nhưng bầy chó quá đông. Chạy đi, anh giao cả nhà cho em đấy. Sói lam thấy ánh vàng tung người nhả một cú tuyệt hảo, theo sau đó là những tiếng súng nổ. Tuyết bắn ra những chùm tia quanh người cô. Thế là xong, cô đã mất hút trong màn đêm. Sói lam chưa kịp mừng với em chạy thoát, bất ngờ một gã to như gấu đứng sững trước mặt nó. Hai tay vung một thân cây đang bốc cháy, choáng váng đầu sói lam như nổ tung. Và màn đêm, nó đã ngã xuống cứ xoay tròn và rơi mãi trong màn đêm đầy tia lửa. Khi tỉnh lại, sói lam chỉ mở được một mắt, nó đã bị đẩy tới 5 hay 6 vườn thú trong suốt 10 năm qua. Câu chuyện trở về với cái hình ảnh cậu bé yên lặng chăm chú đứng trước chuồng sói rất vui. Sói rất vui được gặp lại cậu bé chính là kỷ niệm cuối cùng của sói. Còn người trong mắt sói bùng lên như một ngọn lửa bao quanh cậu bé và thắc mắc. Còn cậu ấy, cậu là ai hả? Cậu là ai? Mà tên cậu là gì? Chương 3, mắt người. Đây không phải là lần đầu tiên có người hỏi tên cậu bé. Hồi đầu có nhiều đứa khác hỏi, cái này cậu mới đến đây hả? Cậu từ đâu tới đấy, bố cậu làm gì, cậu mấy tuổi, cậu học lớp mấy, có biết chơi trò dòi cao không? Toàn những câu hỏi trẻ con, nhưng thường mọi người hỏi giống câu sói lam vừa nãy ra trong đầu. Cậu tên là gì? Và chưa hề có ai hiểu được câu trả lời của cậu bé. Tôi tên là Phi Châu. Phi Châu ư, đấy là tên nước chứ có phải tên người đâu. Và họ cười, nhưng tên tôi là Phi Châu thật mà. Không, cậu bé biết rõ là một cái tên sẽ chẳng nói lên điều gì nếu không có chuyện của nó. Cũng như một con sói trong vườn thú, nó sẽ chỉ là một con thú bình thường như bao con khác nếu người ta không biết chuyện về cuộc đời nó. Được rồi sói lam ơi, ta sẽ kể cho mi nghe chuyện của ta. Và đến lượt con mắt của cậu bé chuyển động như một ánh sáng vụt tắt, hoặc cảm giác như một đường hầm bị sập dưới lòng đất. Phải rồi, một đường hầm giống như một cái hang cáo mà sói lam từng chui vào, càng vào sâu thì càng mờ mịt. Chẳng mấy chốc thì tới ôm, không còn giọt nắng nào. Ngay tới đầu ngón chân thì sói lam cũng không nhìn thấy. Không biết nó chìm trong con mắt của cậu bé như thế nào bao lâu rồi nhỉ? Thật khó nói, nhiều phút trôi qua. Tưởng chừng như hàng năm trời, mãi tới lúc một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ sâu trong bóng đêm. Đây rồi, sói lam ơi, đây là nơi có kỷ niệm đầu tiên của ta đó. Và một đêm hải hùng do chiến tranh ở châu Phi, cậu bé Phi Châu mồ côi được một người phụ nữ tốt bụng đưa tiền cho lão toa lái buôn và nhờ lão đưa đi thành xa. Cậu bé và lạc đà, một bố tên là Hàng Xén đã trở thành đôi bạn thân thiết. Rất nhiều lần lão toa lái buôn đã cố tìm cách bỏ rơi cậu bé, nhưng lạc đà kiên quyết không đi nếu như không có cậu. Và một buổi sáng thì lão toa đã bán lạc đà Hàng Xén trong thành phố và bán cậu bé Phi Châu cho vua dê. Sau khi lão toa đi rồi thì Phi Châu phải mất hàng giờ để tìm Hàng Xén nhưng chẳng thấy. Nó không thể rời thành phố được, nó không thể đi đâu một bước mà không có tôi. Nó đã hứa với tôi như thế mà. Cậu hỏi thăm những người qua đường và mọi người đều trả lời rằng cậu rằng
Cậu bé ơi, ở đây ngày nào người ta chẳng bán đến hàng nghìn con lạc đà. Cậu hỏi cả những đứa trẻ trạc tuổi cậu, các bạn có nhìn thấy một con lạc đà có bốn đôi mắt mơ màng không? Bọn trẻ cười vang, lạc đà một bốn nào, chẳng mơ màng. Cậu hỏi cả những con lạc đà, một chú lạc đà một bốn to như đòi cá ấy. Hỏi lạc đà nhìn tụt chú từ trên cao, cậu ấy bé ơi, chúng tôi toàn thanh nam nữ tú thôi, không có lạc đà một cú đâu. Và tất nhiên cậu hỏi cả những người mua lạc đà, một chú lạc đà một bú rất đẹp màu cát mà bạn lá buông qua đã bán đi, bán bao nhiêu? Mấy người mua hỏi vì họ chỉ quan tâm vậy thôi. Cậu cứ đi hỏi suốt cho tới lúc vừa về nổi cáo. Này Phi Châu, không phải mày ở đây để tìm con lạc đà này nhé, mày ở đây để chăn đàn cừu và dê của tao, nghe chưa? Phi Châu đã ở lại chăn cừu cho vua dê được tròn 2 năm. Dân trong vùng châu Phi xám vô cùng ngạc nhiên, không tin lắm vào chuyện này. Thường lão già không giữ người chăn cừu nào quá 2 tuần. Cậu có mẹo gì vậy? Phi Châu không hề có bí mật gì, cậu là một người chăn cừu tốt, chỉ có vậy thôi. Cậu hiểu ra một điều rất đơn giản, đàn cừu và dê không có kẻ thù. Nếu thỉnh thoảng có sư tử hay là báo ăn thịt một con dê cái thì chỉ vì nó đói. Phi Châu đã giải thích điều này với vua dê. Vua dê này, nếu ông muốn lũ sư tử không tấn công đàn cừu và dê thì ông phải cho chúng ăn. Nuôi bọn sư tử ư? Vua dê lấy tài về bộ ria. Được, Phi Châu à, hay đấy. Và thế là cứ chỗ nào Phi Châu đưa dê tới làm cỏ là lão cũng để sẵn những miếng thịt to đùng đem từ thành phố về. Phần của mày đây nhé sư tử, đừng có đụng vào bọn cừu cái của tao đấy. Lão sư tử già của châu Phi xám lượn qua những khu thịt để chẳng cần vội vàng. Mày đúng là một thằng chăn cừu buồn cười thật. Và lão vào bàn ăn. Với tên báo thì Phi Châu nói chuyện lâu hơn. Vào buổi tối, báo bò sát gần đàn dê và cừu. Phi Châu đã đề nghị rất chắc và nói: báo này, đừng có bò như rắn thế, tôi nghe thấy tiếng Anh rồi đấy. Báo vô cùng ngạc nhiên, thò đầu ra khỏi bụi cỏ khô. Làm sao mà cậu nghe thấy hẳn chăn cừu? Thưa, chưa hề có ai nghe được tiếng ta đâu. Tôi từ châu Phi vàng tới, ở đó không gian lặng như tờ, không hề có tiếng động. Làm cho tai rất thính, tôi có thể nói cho anh có 2 loại con rận đang cãi nhau trên vai anh đấy. Và báo ngoạm nhai luôn 2 con rận. Thấy chưa, Phi Châu nói tôi cần nói chuyện với anh. Báo ta rất háo hức nên ngồi xuống ngay và lắng nghe. Anh là một tay đi săn tuyệt vời báo ạ, anh chạy nhanh hơn bất kể loài thú nào, lại còn nhìn được xa hơn, đây cũng là ưu điểm của người chăn cừu. Im lặng. Có tiếng một con vòi rít từ rất xa và tiếp sau đó là tiếng súng nổ. Toán đi săn lạ, châu Phi thì thầm. Đúng rồi, chúng quay trở lại đấy. Báo nói, hôm qua ta vừa thấy chúng. Một phút buồn bã, báo ơi, anh chăn cừu với tôi nhé. Ta sẽ làm được gì? Phi Châu nhìn báo một hồi lâu. 2 giọt nước mắt khóc từ lúc nào, giờ đã khô lại làm thành 2 vệt đen dài tới tận mép. Báo này, anh cần có một người bạn và tôi cũng vậy. Chuyện xảy ra với báo như vậy, Phi Châu và báo trở thành đôi bạn thân thiết không thể tách rời. Daniel Fennett mắt sói, Zucker phép răng đê, minh họa Ngân Hà Dịch, nhà xuất bản Hội Nhà Văn Hà Nội 2014, trang 23 đến trang 103. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những câu hỏi giữa văn bản. Một, cảm nhận của cậu bé Phi Châu về mắt sói như thế nào? Thì cảm nhận của cậu bé Phi Châu về mắt sói là con mắt càng lúc như càng to hơn, tròn hơn, con người màu đen, gia đình sói hiện ra, ngọn khắc hỏa. Tiếp theo số 2, trong con mắt của sói thì gia đình sói hiện ra như thế nào? Thì trong con mắt của sói thì gia đình sói hiện ra, chúng làm thành một quần màu hung đỏ, sắc cầu vòng quanh con người,
có sắc cầu vồng, màu lông của năm sói con hạ quần hung, đỏ của cầu vồng. Rồi bộ lông của con thứ sáu thì màu xanh lam, xanh như màu nước đóng băng dưới nền trời trong veo. Con thứ bảy thì có, con thứ bảy là một con sói màu vàng như tia sáng. Mỗi khi nhìn vào là phải nheo mắt. Mấy cậu sói anh gọi là ánh vàng. Tiếp theo bài nhỏ, chuyện gì sẽ xảy ra với ánh vàng khi nó muốn tìm thấy con người thật gần? Thì chuyện xảy ra với ánh vàng khi nó muốn thấy con người thật gần là ánh vàng ngửi thấy mùi khói bốc lên từ lắm lửa họ đốt, nghe thấy cả tiếng củi khô kêu lách tách. Cô tới chỗ con người và bị nhốt dưới ở trong lưới đang cắn vào ở chỗ trống. Tiếp theo 4, cảnh sói lam cứu ánh vàng như thế nào? Thì sói lam tung người bay lên làn không khí bỗng rét trên đám lửa trên những con người, mặt họ đỏ lừ vì khói lửa bay lên cả bao lưới. Nó dùng căng nó dùng răng cắn đứt phăng sợi dây và hét lên chạy đi ánh vàng. Cả đám náo loạn, sói lam tung hai con chó vào lửa. Sói lam giục ánh vàng chạy đi, nhưng cô muốn ở lại cùng anh, không muốn bỏ anh lại một mình. Sói lam và ánh vàng tung người nhả một cú tuyệt hảo, theo sau đó là những tiếng súng nổ và sói ánh vàng chạy thoát được, còn sói lam thì bị bắt lại. Câu 5, nhân vật sói lam có tính cách như thế nào? Thì sói lam là một người gan dạ, anh dũng và một lòng yêu thương em của mình. Dù đứng trước nguy hiểm nhưng anh không hề sợ hãi mà nhanh trí tìm cách giải cứu em mình nhanh nhất có thể khi rơi vào tay kẻ thù. Và quay cuồng đỏ óc khi bị đập cành cây vào đầu, nhưng mà sói lam vẫn mừng khi em mình đã chạy thoát. Ta có thể thấy được tình yêu thương của anh, người anh với người em. Sáu, cảm nhận của sói lam về con mắt của cậu bé. Thì sói lam khi nhìn thấy đôi mắt của cậu bé, nó có cảm giác như một đường hầm bị sập dưới lòng đất. Một đường hầm giống như một cái hang, giống như một cái hang cáo mà sói lam từng chui vào, càng sâu càng mờ mịt. Chẳng mấy chốc thì tối om, không còn giọt nắng nào. Câu 7, tâm trạng của Phi Châu khi đi tìm lạc đà và hàng xén. Thì tâm trạng của Phi Châu khi đi tìm lạc đà và hàng xén là cô bé rất là lo lắng và hỏi thăm những người qua đường về lạc đà hàng xén. Sốt ruột nên cậu hỏi những cái con lạc đà khác và hàng về hàng xén. Tiếp theo câu 8, suy nghĩ của Phi Châu về các loài vật. Thì các loài động vật của Phi Châu không phải là kẻ thù. Nếu thi thoảng có sư tử hay là cáo ăn thịt dê, cừu là vì chúng nó đói. Câu 9, lời nói và hành động của Phi Châu với báo như thế nào? Thì lời nói và hành động của Phi Châu đối với báo là: báo này đừng có bò như rắn thế, tôi nghe thấy tiếng anh rồi đấy. Tôi từ Phi Châu vàng tới, ở đó không gian lặng như tờ, không hề có tiếng động làm cho tai rất thính. Rồi anh là một tay săn tuyệt vời báo ạ, anh chạy nhanh hơn bất kể loài thú nào, lại còn nhìn được xa hơn, đây cũng là cái ưu điểm của người chăn cừu. Im lặng, có tiếng động một con voi rít từ rất xa và tiếp theo là tiếng nổ súng. Báo ơi, anh chăn cừu với tôi nhé,
Bó này anh cần có một người bạn và tôi cũng thế. Rồi tiếp theo sau khi đọc, tác giả Daniel Fennec sinh năm 1944, là nhà văn lớn người Pháp. Thời thơ ấu thì ông đã theo gia đình sống ở châu Âu, châu Á và châu Phi. Trải nghiệm phong phú từ cuộc sống luôn chuyển dịch ấy đã trở thành cái chất liệu quan trọng trong sáng tác của ông sau này. Daniel Fennec là thành công với nhiều thể loại như là tiểu luận, tự truyện, tiểu thuyết, truyện tranh, kịch bản phim. Một số tác phẩm nổi tiếng viết cho thiếu nhi của ông đã được dịch sang tiếng Việt như là Cuốn Bụi Đời 1982, Mắt Sói 1984, Nỗi Buồn Thời Cấp Sách 2007. Mắt Sói là một trong những tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi Pháp và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Trả lời câu hỏi 1, tác phẩm Mắt Sói có cốt truyện đa tuyến với kiểu truyện lòng truyện, tức là một hoặc nhiều câu chuyện được kể lại trong một câu chuyện khác. Hãy đọc kỹ phần tóm tắt tác phẩm và chỉ ra cốt truyện đa tuyến đó. Thì ở đây nét đặc sắc nổi bật của Mắt Sói là cách kể chuyện đầy sáng tạo của Bennett. Ý tưởng mới lạ, cốt truyện lồng ghép sự di chuyển điểm nhìn, văn phong trong sáng. Bên cạnh đó có thể nói Mắt Sói là cái câu chuyện của những đối cực vừa hài hước, ngộ nghĩnh, nhẹ nhàng vừa sâu sắc. Đau đớn, mất mát, có lẽ vì vậy mà nhiều người tin rằng đây sẽ là cuốn sách có thể ru trẻ em nhưng cũng khiến người lớn phải ngỡ ngàng vì chiều sâu triết lý. Cốt truyện đa tuyến có điểm nhìn hiện đại, quá khứ và tương lai của cậu bé ở trong đó. Câu 2, cậu bé Phi Châu nhìn vào Mắt Sói và nhận ra những điều gì trong Mắt Sói, câu chuyện nào đã hiện lên? Thì cậu bé Phi Châu nhìn vào Mắt Sói và nhận ra những điều. Con ngươi màu đen chính là một con sói cái đang nằm cuộn tròn, giống bầy con nhỏ của mình. Nhìn thấy nỗi buồn của sói lam, nhìn vào trong con mắt hiện lên một mái ấm gia đình từng hạnh phúc của sói lam. Tình yêu thương, sự gan dạ của sói lam đã xả thân cứu người em của mình. Trong Mắt Sói thì câu chuyện nào đã thể hiện lên và câu chuyện là cái câu chuyện cứu sói ánh vàng. Câu 3, theo dõi phần 2 thuộc chương 2 và cho biết sói lam đã cứu ánh vàng như thế nào. Qua hành động đó em nhận xét gì về cái tính cách của nhân vật sói lam? Thì sói lam đã cứu sói vàng, sói lam tung người bay lên làn không khí bỗng rát trên đám lửa, trên những con người mặt đỏ, những con người mặt đỏ lừ vì khói lửa, bay trên cả bao lưới. Nó dùng răng cắn đứt phăng, sợi dây và hét, chạy đi ánh vàng. Cả đám náo loạn, sói lam hất tung hai con chó vào lửa. Sói lam giục ánh sáng vàng, giục cái ánh vàng chạy đi, nhưng cô muốn ở lại cùng anh, không muốn bỏ anh lại một mình. Sói lam và ánh vàng tung người, nhả một cú tuyệt hảo, sau đó là những tiếng súng nổ và sói vàng chạy thoát được, còn sói lam thì bị bắt lại. Tính cách của nhân vật sói lam. Sói lam là một người gan dạ, anh dũng và một lòng yêu thương em của mình. Dù đứng trước nguy hiểm nhưng anh không hề sợ hãi mà nhanh trí tìm cách giải cứu em mình nhanh nhất có thể. Khi rơi vào tay của kẻ ác và quay cuồng đầu óc khi bị đập vào cành cây vào đầu, nhưng mà sói lam vẫn mừng khi em mình đã chạy thoát. Ta có thể thấy được tình yêu thương của người anh với người em. Câu 4, sói lam nhìn vào mắt Phi Châu và nhận ra những điều gì trong mắt cậu bé, ký ức nào đã hiện lên? Thì sói lam đã nhìn vào đôi mắt của cậu bé, nó cảm giác như một đường hầm bị sập dưới lòng đất. Một đường hầm giống một cái hang cáo mà sói lam đã từng chui vào. Chẳng mấy chốc thì tối om, không còn giọt nắng nào. Kỷ niệm hiện lên là vào một đêm hải hùng do chiến tranh ở châu Phi. Cậu bé Phi
Phi mồ côi được người phụ nữ tốt bụng đưa tiền cho lão toa buôn lái đưa đi thật xa. Cậu bé và lạc đà, một bướm tên là Hàng Sáng đã trở thành đôi bạn thân thiết. Rất nhiều lần lão toa lái buôn đã cố tìm cách bỏ rơi cậu bé, nhưng lạc đà kiên quyết không đi nếu không có cậu bé. Một buổi lão toa đã bán lạc đà Hàng Sáng trong thành phố và bán cậu bé Phi Châu cho vua dê. Rồi câu năm nhỏ là nêu cảm nhận của em về nhân vật Phi Châu, chỉ ra những cái chi tiết giúp em có cảm nhận đó. Câu 6 là nhận xét về nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm. Thì nét đặc sắc nổi bật của Mắt Sói là cách kể chuyện đầy sáng tạo của Bennett. Ý tưởng mới lạ, cốt truyện lồng ghép sự di chuyển điểm nhìn, văn phòng trong sáng. Bên cạnh đó thì có thể nói Mắt Sói là các câu chuyện của những đối cực, vừa hài hước ngộ nghĩnh nhẹ nhàng, vừa sâu sắc, đau đớn, mất mát. Có lẽ vì vậy mà nhiều người tin rằng đây sẽ là cuốn sách có thể ru trẻ ngủ, nhưng cũng khiến người lớn phải ngỡ ngàng vì chiều sâu triết lý. Cốt truyện đa tuyến, có điểm hình, có điểm nhìn, hiện tại, quá khứ và tương lai của cậu bé ở trong đó. Câu 7, theo em qua câu chuyện của Sói Lam và cậu bé Phi Châu thì tác giả muốn ca ngợi hay là phê phán điều gì? Câu chuyện đã tác động đến các suy nghĩ và tình cảm của em như thế nào? Tiếp theo, biết cách nói với đọc là chúng ta sẽ viết đoạn văn khoảng bản là 7 đến 9 câu kể lại cái sự kiện Phi Châu và Báo đã trở thành đôi bạn thân thiết bằng lời của nhân vật Báo.